nãy tôi chết xe rồi. Bực mình trời lạ bên. Nhục vậy không? Thằng lỡ quá con chó trời. Nó sợ gì? Đây mũ bảo hiểm. Sao bây giờ mày đạp cái xe nó lộn vô luôn? Đúng rồi, mũ bảo hiểm. Đây mọi người, giờ mình sẽ đạp cái xe lên xuống nha mọi người. Mày làm gì Bình? Ừ. Làm gì? Trời ơi, làm gì? Ui, thiệt hả? Ô, tao chết rồi, chết rồi. Nói xì 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 đây, ông kêu là Việt Nam 2 chiếc. Chết mẹ đấy. Giang đêm mệt anh đó này. Quên. Rầu lỡ rầu lỡ nó không chờ mình sao? Không lỡ, lỡ làm thêm sao nữa. mình nói là mình tí xe mình không luận là ổng biết đâu trong chữ mình đó. Ui dồi, mình đã lại quá mọi người. Mình đố nó giỡn với nó thiệt luôn không? Tao lại mày mình, tao quỳ tao lại mày. Không mày tự làm người đây mày sợ. Đường nào nó giờ nó tử ra nè. Nó anh muốn là ổng cho mình tại. Chô, chết rồi. Vô ôi mày Bình. Ui dồi. Quần bay. Đi thôi biết mình ơi, giúp lấy một mình. Ui dồi. Vậy rồi còn chỗ nào cũng đâu mình ngầu nó vô mẹ. Cái bồ ấy nổi đùng. Cho chung. À, mình ngầu chết mẹ rồi anh. Đồ sao mày ngu chứ mình. Thôi chỗ anh không ơi, chỗ em. Đây qua đây. Đồ quá, anh tặc coi. Ngát chi mày luôn. Đâu rồi. Thôi hiếm á mình, ừ hiếm á. Hiếm á. Nhưng mà anh không. Mình phải nhảy xuống chặt cho vô rồi, ông ấy tưởng là mình đổ rớt thì không coi chứ. Đúng rồi, hợp lý. Thôi bây giờ mình nhảy xuống với mình. Thôi bây giờ mình với mình sẽ xuống ruộng nha mọi người. Mình là phải thiệt. Chứ không tao là giường đó là nó tứ liên này. Đúng rồi, đổ ông tưởng chết á. Bây giờ mày dám ném xuống mình. Mình sao chẳng vô chứ mình. Không, chứ mà anh phải bị nữa hả? Tao nữa ấy. Ừ. Đồ ơi, tí xe mà ông để một mình em bị. Mang chú ấy. Tự nhiên tao như vậy. Ê, đi. Bình. Qua, không có chạy nó mới thiệt. Bình. Thôi, được rồi. Đơ. Tao tự chuộng đi. Ê. Đồ. Chết. Thôi rồi, ok mọi người, lỡ mọi người. Thôi bây giờ đường nào cũng chạy thôi chứ. Bây giờ mình nó làm chạy mà thôi chứ. Đồ mày chơi như vậy không? Chứ tôi sợ gì vậy? Thì quần vây đừng chơi vậy mày. Chà. Nắng đâu thiệt chứ. Ông mới kêu là đồ hai anh em mình. Mọi người thấy không? Đồ nó trao gì dày mà. Thôi dày là nó mới tin nè mà thiệt chứ. Trao dày sao mình thấy nó tặng bạn chứ vậy biết nữa. Quần bình đâu tức dữ vậy. Đi xuống hậu đồ chia chia chia. Hả? Hậu chia. Ui dồi thôi mấy anh em mình làm người thật kiểu gì vậy không biết nữa trời ơi. Anh đi vừa nắng á. Ui dồi. Ui dồi. Rồi giờ nó chứ ai chịu. Thì đổ chứ hai thằng tí gì đâu. Là chốt luôn hả? Đồ, tao bước chạy rồi. Đem xe không đi nữa. Tao ra, tao cái này nó không biết về không. Gì nữa? Đi xe nó phải là người ta bỏ cơ. Chắc rồi chứ. Đồ, mày xem nó gì, giấy ông nào? Không coi. Tao bước chạy rồi, đồ mày đời lạ vậy. Gì vậy? Trời ơi, nó mới đổ, nó mới tiền cấp chưa? Giác luôn nữa. Mà sao mình lại thấy tao rung rung hả Bình? Kêu mình tế xe. Chưa. Đồ mày xe, tao dậy bây giờ tao giờ mình máy dậy mày chơi gì dậy mày. Dậy, anh đến coi chút xíu, em thích cả người này chưa anh. Ok mọi người, bây giờ cũng biết sao đây nha mọi người. Đây nha, hai anh em mình đang ở dưới đồng đi mua đồ mà tự nhiên sao mình đụng nó nói thôi bây giờ ra đời chụp cái xe của ông quốc xuống ruộng mà thấy đồ bây giờ vậy mọi người thấy thôi bây giờ sao bây giờ mình nhưng bình giờ nha nếu như mà ông quốc nó có ấy thì của anh em cũng chịu thôi bây giờ hết đường rồi mọi người
mọi người cùng theo chân Hân và mình nha. Let's go.